Vâng, xin chào bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và rất lâu rồi em mới về một em siêu phẩm carbon mang thương hiệu của Đức, VSP. Và đây là một thương hiệu mang đến cho các bác vô cùng là đặc biệt, vì đây là một chiếc xe đua full carbon. Càng khung và cốt yên là carbon. Một em siêu phẩm carbon bên em mới về, mang thương hiệu đến từ Đức, VSP 750 carbon, rất là mới không nhá. Xe có độ mới ở trên 95%, gần như là xe đi lướt qua thôi. Đây bác có thể thấy rõ, đây tông màu đỏ đen. VSP một thương hiệu đến từ Đức, cũng như cái dòng Sava. Đây là một mẫu đua khá là phổ biến bên thị trường nước ngoài. Hợp kim carbon đó nhá, khung rất là nhẹ. Model VF750 mà bên em mới về. Đây là một mẫu xe đua, dòng đua mới trên 95%. Đây là cọc yên của nó còn dài đấy, nguyên bản nó xe. Các bác nào đi có thể về cắt bớt yên đi, yên nguyên bản theo xe của nó rất là dài không nhá. Và nguyên một group Shimano 1.5 full group. Carbon thương hiệu VSP VF750, xe đánh giá ở trên 95%, và khung xe làm rất là thon không nhá. Cái dòng xe cao cấp thì đằng sau xe là giúp cho bác đạp có lực cao hơn, khỏe hơn và lướt gió hơn. Đây những đường chám cạnh của những cái dòng cọc yên đây, khung đây và khung xe. Và theo em được biết thì cái dòng xe VSP carbon 750 này có trọng lượng, tổng trọng lượng là 8,4 cân, cả toàn bộ xe là 8,4 cân. Đây là một chiếc xe vô cùng đặc biệt, ngày hôm nay bên em về một chiếc xe đua siêu phẩm mang thương hiệu của Đức, carbon VSP 750. Và đồ của nó cấu hình rất là khủng đó nhá, đồ desktop back, một thương hiệu rất là nổi tiếng ngang với những đồ dòng thương hiệu Mavic của carbon. Đây là desktop back đây. Các bác ở trên mạng tham khảo thêm về những cái dòng đồ desktop back rất là nổi tiếng về thương hiệu Hino cọc yên của Ford, rất là cao cấp và đắt giá thôi nhá. Khung carbon này, xe được chạy với đời cao cấp rơm sườn đây, càng carbon như một lưỡi kiếm có phung hình cong. Đây bác có thể nhìn đấy, đây này, có đường cong của cái đường càng xe, bản to như một lưỡi thép phi xuống đây. Cái gạt suốt của xe đây cũng là một cái lưỡi dao đây, màu đỏ đen rất là thể thao. Tay cuốn nguyên bản theo xe, và xe được trang bị cấu hình rất là khủng, đồ Shimano 1.5 R5007 cao cấp nhất hiện nay. Cổ phốt desktop back nguyên bản theo xe. Đằng trước cũng là desktop back logo của xe. Có thể trên mạng tham khảo thêm về những đồ hiệu của dòng xe desktop back này. Bên tay phải em sử dụng cũng là bộ cấu hình Shimano. Tay đĩa 1.5 nguyên bản theo xe. Đằng trước là sử dụng phanh 3 mảnh Shimano 1.5 cũng nguyên bản, nguyên một group rất là khủng, 1.5 rất là mới. Đằng trước thì có logo VSP hình chiếc kiêng của thương hiệu Đức. Đây các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm. Càng carbon lên, phách carbon lên. Và xe được trang bị với cặp Meyer cối lổ bạc đạn desktop back nguyên bản theo xe chính hãng, vành cam, cam lá hẹ, vành dẹp, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm. Vành nguyên cặp đây, vành nguyên cặp desktop back, thương hiệu này sánh ngang với dòng Mavic đó nhé. Vành aluminum alloy ALL, tức là nhôm siêu nhẹ nhá. Kích thước 62 x 15C.
nguyên bản theo xe, vành còn rất là mới, vành siêu nhẹ, tổng trọng lượng của xe chỉ có 1,8 cân 4 thôi. Lốp nguyên bản Maxim, các bạn thấy rõ ấy, từng chi tiết đang quay là xe còn rất là mới. Đây là một dòng xe gọi như là đi lướt qua thôi, trên 95%. Đây cái lốp của nó cũng còn nguyên bản, nó xe rất là mới. Đây là một mẫu xe bên em mới về được, dòng carbon VFT 750. Vâng, đây cũng là một trang website chính hãng của dòng VSP mà bên thị trường nước ngoài đã bán, bác có thể trên mạng để tham khảo thêm. Đây là một mẫu xe bên em cũng là màu tông đỏ đen đây, VSP VF750, lốp full carbon và đêm phai, và có giá bên nước ngoài bên thị trường là 1,400 đô, và xe có trọng lượng đây 8 cân 4, VF750 full carbon. Vâng, có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về những cái dòng VSP đấy nhá, thương hiệu của Đức. Vâng, trên khung xe thì không hề có một vết xước nào cả, yên nguyên bản, yên cũng là yên yên dẹp, giúp xe có đường chém gió, lực chém gió tốt hơn đấy. Cái điểm nhấn đằng sau là cái thông số size của yên xe đấy, có nhìn thấy màu trắng rất là nổi bật trên yên xe, và yên là yên nguyên bản, nó rất là cao không nhá, nó rơi khoảng tầm 30 phân, nhưng mà em vẫn cần để nguyên chứ không cắt đi. Các bác nào dùng thì mang về cắt bớt yên cọc yên đi. Yên nguyên bản theo xe, còn rất là mới không nhá, chính hãng bản theo xe, yên carbon đấy, cũng nguyên bản theo xe carbon luôn. Và đằng sau xe cũng sử dụng group Shimano 1.5, rất là mới, có thể nhìn rõ đây. Xe rất là ít đi đâu mà là những cái bộ chuyển động của xe còn gần như là còn nguyên. Đây là một mẫu xe siêu phẩm bên em mới về. Và đằng sau cũng sử dụng một cái cặp Meyer bạc đạn cối lổ. Các đốc quát. Vâng, các bạn thấy rõ đây là vành màu đỏ đây, cũng là tông cùng với tông màu theo xe đây. Rất sáng và bóng và mới cho bác nhá. Vành nó vành nguyên cặp, nguyên bản theo xe. Bác phải nhìn rõ đây, em đi từng chi tiết nhỏ bác xem đây. Căm lá hẹ, căm dẹp. Xe được trang bị với phủ đề Shimano 1.5 và nguyên một group xe của chính hãng VSP 750 này, là nguyên một group 1.5 nữa nhá. Bộ chuyển động 1.5, gạt đĩa 1.5, còn rất là mới luôn. Và đây các bác xem cái độ đùi đĩa của nó đây, những cái dòng xe đã qua sử dụng rồi thì những cái bộ bên đùi gạt đĩa nó bị vết chảy, nhưng bên em thì còn gần như là mới nguyên và hầu như không có vết xước nào mấy cả. Đồ Shimano 1.5 đùi đĩa đen, đây bác phải nhìn thấy rõ ấy. Bên em đi vòng, xe được trang bị với mười một tầng líp chính hãng, nguyên bản theo xe, xích líp còn rất là mới, có thể thấy rõ đây líp của xe đây, em quay bác cẩn thận có xem, còn rất là mới, xích líp. Đây là khung hình của xe VSP 750 carbon, full carbon. Hầu như cái đường khung trên xe này rất là dẹp nhá, đơn mà tối giảm trọng lượng của xe và giúp xe chém gió tốt hơn. Đây, càng xe đây cũng nhìn rõ, càng càng rất là đường cong. Rất là khủng, trang bị đồ group 1.5 với cặp may ơ bạc đạn, cối lổ, dead top bot fake. Các bác ở bên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng may ơ chính hãng bạc đạn cối lổ này. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ là chi tiết hoạt động của xe đây. Máy ơ cối lổ bạc đạn, lên lít, chuyển động rất là mượt mà quá nhá. Nguyên một cờ đút full 1.5 đấy, xuống lít đây. Cặp
Bedan phối lổ bạc đạn của Red Rocket ngang với cái dòng thương hiệu nổi tiếng của Mavic. Rất là đắt giá nhé, cặp bay rất là đắt. Bên riêng em là đùi đĩa, hai cặp đĩa của Shimano Group 75 xuống đĩa. Rồi lên đĩa. Chuyển động rất là mượt mà và hầu như không có chút nước thỏ nào cả. Đây là cặp bay Red Rocket chính hãng nguyên bản nó xe và cặp phối lổ. Mà đây là một em thương hiệu mang từ thương hiệu Đức, siêu phẩm bên em mới về. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe carbon mang thương hiệu Đức VSP 750 và xe có giá rất tốt bên em là 18 triệu, bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm và xe được sử dụng với bộ khung carbon, càng carbon cộng in carbon với nguyên một cặp vành Mayer phối lổ Red Rocket. Thương hiệu rất là nổi tiếng mà rất là đắt giá luôn nhá. Nhưng 11.5 và rất là 18 triệu, bao ship toàn quốc bảo 15. Có là con cưng lên YouTube tìm kia xe đạp để đăng ký cho kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.